Theo cập nhật trên website của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore, đơn vị nhập khẩu chính của Việt Nam, ở chu kỳ này với 23,12 USD cho một thùng, xăng ron 95 là 24,85 USD cho một thùng, trong khi đó giá dầu gần như không biến động. Như vậy, mặt hàng xăng đã tăng khoảng 26% so với chu kỳ điều hành giá 15 ngày trước đó. Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, trong chu kỳ điều hành giá dự kiến diễn ra vào ngày mai, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng mạnh, chấm dứt chuỗi 8 phiên giảm giá liên tiếp tính từ đầu năm. Dự kiến giá xăng E5 Ron 92 sẽ tăng 900 đến 1.100 đồng một lít, xăng Ron 95 tăng 1.000 đến 1.250 đồng một lít, dầu hỏa giảm 200 đến 300 đồng một lít, dầu diesel tăng 50 đến 200 đồng một lít, dầu ma sốt khoảng 300.000 đồng 1 kg. Trước đó, trong chu kỳ điều hành giá diễn ra ngày 28 tháng 4 vừa qua, giá xăng ron 95 được điều chỉnh giảm 308 đồng một lít, xăng E5 ron 92 giảm 401 đồng một lít, dầu hỏa giảm 674 đồng, diesel 882 đồng và dầu mazut giảm 657 đồng. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 Ron 92 là 10.942 đồng 1 lít và xăng Ron 95 là 11.631 đồng 1 lít, dầu khóa là 7.960 đồng, đồng và ma rút tối đa là 8.670 đồng mỗi kg. Đây là lần thứ 8 liên tiếp từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu giảm với mức giảm tổng cộng của xăng Ron 95 là 9.359 đồng một lít, xăng E5 Ron 92 là 8.939 đồng một lít nếu như trước đây một số người thường hay nói đùa xăng nhiều để làm gì chỉ cần đổ một lần thôi thì có thể chạy các tuần nhưng bắt đầu từ ngày mai thì giá xăng lại tăng trở lại chấm dứt chuỗi ngày giảm liên tiếp và không còn xảy ra tình trạng mua xăng dầu tích trữ nữa